Tamdam Media xin chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý của ngày hôm nay. Những thay đổi đáng kể tại Séc trong tháng 11 liên quan đến khu vực đỗ xe trả tiền, tình hình giao thông công cộng ở thủ đô Praha hay ngân hàng trung ương Séc sẽ đóng cửa một số quầy thu ngân. Chính quyền khu vực biên giới phía nam bang Texas, Mỹ đang ghi nhận làn sóng nhập cư ồ ạt trước thềm bầu cử Mỹ. Tìm hiểu về thị hiếu chi tiêu của người dân Séc trong dịp lễ Giáng sinh 2024. Thưa quý vị, kể từ tháng 11, người dân tại Séc sẽ có những thay đổi đáng kể, chẳng hạn như liên quan đến khu vực đỗ xe trả tiền, tình hình giao thông công cộng ở thủ đô Praha hay ngân hàng trung ương Séc sẽ đóng cửa một số quầy thu ngân. Thay đổi đầu tiên dành cho các tài xế là đổi sang lốp xe mùa đông. Từ ngày 1 tháng 11, nếu trên đường có tuyết phủ, băng đá hoặc sương giá liên tục, tài xế bắt buộc phải sử dụng lốp xe mùa đông. Ngay cả trong trường hợp dự báo có tuyết rơi hay băng giá liên tục, người lái xe cũng phải có lốp xe mùa đông. Nghĩa vụ này được áp dụng đến ngày 31 tháng 3 năm sau. Ở một số đoạn đường có biển báo Zimni Vibava, có thể phải sử dụng lốp xe mùa đông đến ngày 30 tháng 4. Nếu lái xe bằng lốp xe mùa hè vào mùa đông, tài xế có thể bị phạt tới 2.500 krun. Đối với những người đi tới Áo hay Slovakia, kể từ ngày 1 tháng 10, cả hai quốc gia này đều ngừng công nhận lốp M cộng S, tức là bùn cộng tuyết, là lốp xe mùa đông. Thay vào đó, tài xế phải sử dụng lốp có ký hiệu 3PMSF, biểu tượng là ba đỉnh núi có hình bông tuyết ở giữa, nếu không họ có thể bị phạt nặng. Kiểm soát nhập khẩu đối với mật ong. Từ tháng 11, Liên minh châu Âu sẽ thắt chặt các điều kiện nhập khẩu mật ong và các sản phẩm khác từ ong. Chỉ những sản phẩm từ các nhà sản xuất được phê duyệt mới có thể được tiếp cận thị trường châu Âu. Nguyên nhân là do mật ong bị pha trộn thường xuyên, đặc biệt là khi nhập khẩu từ nước thứ ba. Việc thắt chặt các quy định nhằm tăng cường an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Ngân hàng Trung ương Séc đóng cửa quầy thu ngân. Từ ngày 1 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Séc sẽ đóng cửa một số quầy thu ngân đối với khách hàng và người dân. Đây là các quầy ở một số chi nhánh nhất định, nơi thực hiện các giao dịch tiền mặt như gửi tiền, rút tiền và trao đổi tiền giấy và tiền xu. Việc đóng cửa áp dụng cho các quầy thu ngân ở Ust-Chinat-Labem, Plzeň và České Budějovice. Tiền giấy không hợp lệ sẽ tiếp tục được chấp nhận tại các chi nhánh ngân hàng trung ương ở Praha, Brno, Ostrava và Hradec Králové. Tiền giấy, tiền xu bị hư hỏng cũng có thể được đổi tại các ngân hàng thương mại. Kỷ niệm cách mạng Nhung. Năm nay, ngày 17 tháng 11, người dân tại Séc sẽ kỷ niệm 35 năm cách mạng Nhung. Các sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức trên khắp đất nước, chẳng hạn như ở Praha, tại phố Národní Třída sẽ mang đến một chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú. Lễ kỷ niệm có điểm nhấn là buổi hòa nhạc được tổ chức ở quảng trường Václav. Khu vực đỗ xe trả phí. Thành phố Mladá Boleslav sẽ giới thiệu một khu vực đỗ xe cho người dân địa phương ở khu vực xung quanh Vistaviche từ ngày 1 tháng 11 năm nay. Mục tiêu là nhằm ổn định giao thông và đảm bảo có chỗ đậu xe cho người dân địa phương. Khu vực đỗ xe trả phí liên quan đến các đường phố Husova, Tilova và Palaskeho. Du khách sẽ được phép đỗ xe trong khu vực này, nhưng thời gian tối đa chỉ có 2 tiếng. Những thay đổi trong giao thông công cộng. Kể từ ngày 2 tháng 11 năm nay sẽ có những thay đổi đối với xe buýt, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc Praha, chủ yếu nhằm tăng cường đáp ứng nhu cầu ở khu vực Staré Letňany. Chẳng hạn như tuyến 158 sẽ được rút ngắn khoảng cách thời gian chờ giữa các chuyến, thành lập trạm dừng mới ở Kbely hay tăng cường tuyến 159. Liên minh lực lượng an ninh USB sẽ tổ chức biểu tình trước Bộ Nội vụ ở Praha vào ngày 21 tháng 11. Các công đoàn đang yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và mức lương cho lực lượng cảnh sát và cứu hỏa. Tuần trước, sau cuộc họp với đại diện các công đoàn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vitrakushan cho biết lương của các thành viên lực lượng an ninh sẽ được tăng thêm 1.500 krun vào năm tới, tức là tăng 5% so với năm nay. Tuy nhiên, các công đoàn yêu cầu tăng 6,9%, tức là khoảng 2.200 krun. Các thành viên công đoàn không hài lòng với mức tăng sẽ tổ chức biểu tình trước tòa nhà Bộ Nội vụ ở Letná vào ngày 21 tháng 11, từ 11 giờ đến 13 giờ. Ngoài lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa, Liên minh lực lượng an ninh còn kêu gọi các thành viên của cơ quan quản lý nhà tù, cục hải quan và các sĩ quan thành phố, thị trấn cùng tổ chức biểu tình. Một số sĩ quan cảnh sát thậm chí còn muốn biểu tình với việc thiếu thành viên của lực lượng cảnh sát sớm nhất là vào tuần tới. Các siêu thị tại Séc không hài lòng với mức phí mà họ phải trả
khi khách hàng thanh toán bằng thẻ. Do đó họ đang tìm kiếm các phương thức thanh toán mới. Một trong số đó là sử dụng thanh toán qua mã QR. Phát ngôn viên của chuỗi siêu thị ở Séc cho biết họ nhận thấy sự gia tăng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ở người dân kể từ đại dịch COVID. Hiện các cơ sở kinh doanh sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ phải trả phí cho các nhà cung cấp máy quẹt thẻ. Ông Tomáš Broza, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Du lịch Séc cho rằng nếu không có một thỏa thuận cụ thể về mức phí trần cho dịch vụ thanh toán bằng thẻ trên toàn châu Âu, các cơ sở kinh doanh sẽ phải lựa chọn hình thức thanh toán hợp lý khác như mã QR hoặc lệnh thanh toán ngân hàng ngay lập tức. Hiện nay, một số chuỗi siêu thị đã sử dụng hình thức thanh toán mới ngoài hình thức trả tiền bằng máy terminal như thông qua mã QR được lưu trong ứng dụng của siêu thị. Nền kinh tế tại Séc ghi nhận mức tăng trưởng thêm 1,3% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính của Văn phòng Thống kê Séc, tổng sản phẩm quốc nội GDP so với quý trước cao hơn 0,3%. Theo thống kê, tăng trưởng GDP theo quý ảnh hưởng tích cực bởi nhu cầu trong nước ngày càng tăng và nhu cầu nước ngoài bị chững lại. Sự tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế chủ yếu nhờ vào chi tiêu cuối cùng của các hộ gia đình đã tăng liên tục kể từ đầu năm. Ngoài ra còn có sự đóng góp của các tổ chức chính phủ và nhu cầu từ nước ngoài. Trong lĩnh vực việc làm đã không có sự thay đổi theo quý. So với quý 3 năm ngoái, lĩnh vực việc làm tại Séc tăng nhẹ thêm 0,5%. Nền kinh tế của toàn Liên minh châu Âu cũng ghi nhận tăng trưởng hàng quý là 0,3%. Theo các nhà phân tích, các dữ liệu cho thấy sự hồi phục của nền kinh tế Séc vẫn còn rất chậm. Trong năm tới, các nhà phân tích kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Séc sẽ tăng tốc hơn nữa. Tuy nhiên, Séc sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi diễn biến ở nước ngoài, như sự trì trệ của ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Theo truyền thống tại Séc vào ngày lễ các linh hồn, nhiều người dân sẽ đến nghĩa trang tảo mộ. Đây cũng là thời điểm mà những tên trộm sẽ lợi dụng sự bất cẩn của người dân và đột nhập vào xe ô tô để trộm đồ hoặc đánh cắp đồ trang trí trên các ngôi mộ. Trong những ngày này, có tới hàng nghìn người tới nghĩa trang tảo mộ. Những tên trộm đã lợi dụng sơ hở của người dân và lấy cắp tất cả những gì mà chúng coi là có giá trị. Bà Markina cũng là nạn nhân cho biết mọi thứ xảy ra rất nhanh. Bà chỉ quay đi lấy nước và tưới hoa thì vòng hoa của bà đã biến mất. Chính vì sự gia tăng tình trạng trộm cắp trong thời điểm này mà cảnh sát đã phải tăng cường tuần tra tại các nghĩa trang. Họ cũng khuyến cáo người dân không nên để đồ cá nhân xa tầm nhìn của bản thân. Những đồ vật có giá trị không nên để trong ô tô. Người cao tuổi cũng không nên ra nghĩa trang một mình. Từ giờ đến hết tuần giao thông tại các khu vực cạnh nghĩa trang có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng số lượng người dân đi tảo mộ. Chúng ngay phần quà hấp dẫn khi mua Martoni. Khi mua một bịch Martoni 1,5 lít, khách hàng có cơ hội trúng ngay một chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB. Khách hàng vui lòng giữ lại hóa đơn và truy cập vào website tamdafood.eu /Martoni để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Express. Theo Moscow, kịch bản hòa trong xung đột ở Ukraine sẽ không giải quyết được những lo ngại của tất cả các quốc gia Á-Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31 tháng 10 cho biết, Nga theo đuổi một giải pháp cho xung đột ở Ukraine mà có thể đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia Á-Âu. Trong khi đó, kịch bản hòa trong xung đột ở Ukraine không thể đáp ứng được điều kiện đó. Ông giải thích, hòa là một thuật ngữ có thể được áp dụng cho các tình huống rất khác nhau, bao gồm cả thỏa thuận Istanbul. Từ hòa không phản ánh đầy đủ nhu cầu đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, kể cả ở quy mô châu lục. Các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào tháng 3 2022 đã đưa ra một dự thảo hòa bình. Theo thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, Ukraine sẽ từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận giới hạn lực lượng vũ trang của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế, bao gồm cả từ Nga. Tuy nhiên, Kiev đã hủy bỏ dự thảo thỏa thuận này vào phút chót, rút khỏi đàm phán với Nga. Ông Lavrov nhắc lại, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động quân sự, và bất kỳ giải pháp khả thi nào cho cuộc xung đột sẽ giải quyết cả hai vấn đề. Trong khi đó, đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình cho cuộc xung đột, bao gồm lời mời ngay lập tức để Ukraine gia nhập NATO và tăng cường hỗ trợ quân sự của phương Tây. Theo các phương tiện truyền thông và tuyên bố của một số quan chức phương Tây, các đồng minh của Kiev tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của đề xuất. Nga đã bác bỏ tất cả kế hoạch hòa bình và kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorsky bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Warsaw sử dụng hệ thống phòng không để bắn rơi tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Theo Pavel Vronsky, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan,
Ông Sikorsky trước đó đã kêu gọi lực lượng NATO tham gia đánh chặn tên lửa của Nga bay hướng tới Ba Lan qua lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong NATO vì lập trường này. Trước đó, truyền thông phương Tây cho biết, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden cho phép Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không để bắn tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Hồi tháng 8, Kiev cho biết sẽ thảo luận với các nước NATO về việc thành lập một liên minh bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 9, NATO cảnh báo bất cứ thành viên nào thuộc khối cũng không nên bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga ở Ukraine, bởi NATO không muốn trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột với Moscow. Ukraine nhiều lần yêu cầu phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong không phận của mình vì hệ thống phòng không của họ đã bị suy yếu. NATO cho biết họ tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng các bên cần tham vấn trước khi tiến hành bất kỳ điều gì đó có thể gây ra hậu quả cho cả khối. Nhiều người nhập cư lo ngại nếu ông Trump đắc cử, quy định biên giới sẽ được siết chặt. Chính quyền khu vực biên giới phía nam của bang Texas đang ghi nhận làn sóng nhập cư ồ ạt trước thềm bầu cử Mỹ. Nói với báo New York Post, một nguồn tin biên phòng cho biết những người nhập cư này vội vã như vậy vì nghĩ rằng bữa trưa miễn phí của họ rất có thể sắp kết thúc và mọi người đều muốn nhanh chóng tiến vào nước Mỹ phòng trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Nhiều nguồn tin khác từ lực lượng chức năng cho biết mỗi ngày có hơn 300 người nhập cư đến trình diện với quan chức biên phòng tại quận Maverick, Texas, gấp đôi so với cách đây vài tuần. Suốt những ngày tháng hè năm 2024, nắng nóng gay gắt và sự kiểm soát gắt gao từ chính quyền đã hạn chế đáng kể số lượng người nhập cư. Thế nhưng, những người nhập cư này đang dần tuyệt vọng trước thềm bầu cử Mỹ khi ông Trump cam kết thắt chặt các hạn chế biên giới và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump đã tuyên bố nếu ông đắc cử sẽ ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp ngay từ những ngày đầu tiên nhậm chức và sẽ có cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử với những người nhập cư lậu. Bên cạnh đó, các băng nhóm buôn lậu người cũng đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận từ việc đưa những nhóm người vượt biên trái phép vào nước Mỹ trong giai đoạn bầu cử tổng thống. Theo một báo cáo mà New York Post thu nhập được, số lượng người nước ngoài có mục tiêu tiến vào biên giới phía nam của Mỹ đã tăng vọt dưới thời chính quyền Biden-Harris với khoảng 1,7 triệu người. Giới chức Tây Ban Nha cho biết ngày 31 tháng 10, số người thiệt mạng do lũ quét ở miền đông nước này đã tăng lên 158 người. Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 31 tháng 10, số người chết sau khi cơn bão tàn khốc quét qua vùng Valencia của Tây Ban Nha đã tăng lên 158 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích trong thảm họa tồi tệ nhất liên quan đến bão tại châu Âu trong hơn 5 thập kỷ qua. Lũ lụt đã tàn phá cơ sở hạ tầng thành phố Valencia, cuốn trôi cầu, đường và đường ray của xe lửa, đồng thời nhấn chìm đất nông nghiệp ở một khu vực trồng các loại cây có múi chính tại Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Oscar Puente cho biết, khoảng 80 km đường ở khu vực phía đông đã bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc không thể đi qua. Nhiều tuyến đường bị chặn bởi những chiếc ô tô bị bỏ lại. Theo quan chức này, sẽ mất 2-3 tuần để có thể thiết lập lại kết nối tàu cao tốc giữa Valencia và thủ đô Madrid. Khi đến thăm một trung tâm điều phối cứu hộ gần thành phố Valencia, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân ở nhà do nguy cơ vẫn còn dông bão. Tại thị trấn nông thôn Utiel chịu ảnh hưởng nặng nề, sông Magro đã vỡ bờ, khiến nước tràn vào ngôi nhà chủ yếu là một tầng với mực nước lên tới 3 mét. Thị trưởng Utiel Ricardo Gabardón xác nhận ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại đây, hầu hết là người già hoặc người khuyết tật do không thể trèo lên nơi an toàn. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, lượng mưa tương đương của một năm đã trút xuống một số khu vực của Valencia. Đây bị xem là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất của Tây Ban Nha trong lịch sử hiện đại. Các nhà khí tượng học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn. Vào ngày 31 tháng 10, Liên minh châu EU đã chính thức khởi động cuộc điều tra sàn Temu vì nghi ngờ nền tảng thương mại điện tử này chưa hành động đủ để ngăn chặn các hoạt động bán sản phẩm bất hợp pháp. Mặc dù chỉ mới gia nhập thị trường EU vào năm ngoái, nhưng Temu, nằm dưới sự điều hành của công ty thương mại điện tử PDD Holdings của Trung Quốc, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường châu lục này bằng chiến lược tiếp thị mạnh mẽ và giá cả cạnh tranh. Trung bình có khoảng 92 triệu người sử dụng nền tảng trên hàng tháng tại châu lục này. Trong báo cáo, Ủy ban châu EC cho biết, cuộc điều tra sẽ xem xét các hệ thống quản lý bán hàng của Temu và cách thức đề xuất sản phẩm cho người tiêu dùng, cũng như liệu nền tảng này có tuân thủ nghĩa vụ cung cấp cho các nhà nghiên cứu thị trường quyền truy cập vào dữ liệu công khai của Temu hay không. Các nhà điều tra cũng sẽ xem xét những rủi ro tiềm ẩn từ thiết kế của nền tảng có thể gây ra hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng hay không. Về phần mình, Temu cho biết sẽ hợp tác với EU. Trong thông báo, người phát ngôn của Temu khẳng định nền tảng này sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo DSA, tiếp tục đầu tư để tăng cường các biện pháp hỗ trợ thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên nền tảng của mình. Người phát ngôn cũng cho biết, Temu đang xem xét tham gia một nhóm bao gồm các nền tảng thương mại điện tử và thương hiệu lớn để ngăn chặn việc bán sản phẩm giả trực tuyến ở châu Âu.
Bứt phá giới hạn cùng nhốt tăng lực Rockstar. Khi mua một bịch Rockstar 0,5 lít vị bất kỳ, khách hàng giữ hóa đơn và đăng nhập vào website tamdafood.eu/rockstar để có cơ hội trúng ngay một TV Samsung Neo QLED siêu hiện đại. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Express. Tại họp báo thường kỳ chiều 31 tháng 10, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi báo giới về thông tin Trung Quốc đang hoàn thiện hạ tầng để triển khai radar trên đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này và mạnh mẽ phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Cũng trong cuộc họp báo, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của báo giới về việc tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc xua đuổi, tấn công, tịch thu tài sản hồi cuối tháng 9. Trong đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nhưng Trung Quốc đã trưng video bác bỏ thông tin gây thương tích cho ngư dân Việt Nam. Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ các cái quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trái phép, bồi thường thỏa đáng các thiệt hại và chấm dứt không để tái diễn các cái hành động quấy nhiễu, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 11 2024, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón du khách tham quan và miễn phí tham quan đến hết tháng 12/2024. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới từ năm 2019 trên diện tích 386.600 m² với thiết kế hiện đại, nhiều công năng. Kiến trúc bảo tàng không chỉ đơn thuần là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh mà còn tạo không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý. Bên cạnh đó, bảo tàng áp dụng nhiều phương pháp trưng bày mới, kết hợp với công nghệ sa bàn 3D mapping, thiết bị màn hình tra cứu thông tin, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động audio guide và mã QR để tra cứu thông tin hiện vật, hình ảnh và hơn 60 video clip giới thiệu về chiến dịch, trận đánh và các nhân vật lịch sử, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm hoàn toàn mới. Diện mạo mới của Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam gồm khu bảo tàng nổi bật với sân trước và tòa tháp chiến thắng cao 45m, cùng với đó là khối bảo tàng gồm 4 tầng nổi và 1 tầng trệt, diện tích xây dựng 23.198 m², tổng diện tích sàn tòa nhà chính rộng 64.640 m², tổng chiều cao 35,8m. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên về Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được công bố, rất nhiều người dân đã ngỡ ngàng trước quy mô siêu khủng của nơi này. Trên các trang báo xã hội, nhiều người đã bày tỏ mong chờ được chiêm ngưỡng tận mắt 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia tại bảo tàng này vào ngày 1 tháng 11. Theo hồ sơ di cư Việt Nam 2023 do Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao công bố cuối tháng 10, dẫn thống kê mức thu nhập từ các thị trường trọng điểm lao động Việt Nam đang làm việc. Thu nhập hàng tháng của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc dao động từ 1.600 đến 2.000 đô la, trong khi thị trường truyền thống như Malaysia khoảng 400 đến 600 đô la. Theo đó, lao động làm việc tại Hàn Quốc cho mức thu nhập cao nhất từ 1.600 đến 2.000 đô la Mỹ, kế đến là Nhật Bản với 1.200 đến 1.500 đô la Mỹ, Đài Loan 800 đến 1.200 đô la Mỹ, một số quốc gia châu Âu có mức tương tự. Thị trường Trung Đông và Malaysia ghi nhận mức lương thấp hơn, khoảng 600 đến 1.000 đô la Mỹ với lao động có tay nghề và từ 400 đến 600 đô la Mỹ mỗi tháng với lao động phổ thông. Phần lớn thị trường tiếp nhận đều có lương tối thiểu cao hơn nhiều so với trong nước. Năm 2022, hai thị trường đông đảo lao động Việt Nam là Nhật Bản và Hàn Quốc có mức lương tối thiểu cao gấp 7 đến 9 lần. Tại Úc và New Zealand gấp khoảng 15 lần. Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan ghi nhận mức lương tối thiểu cao hơn hẳn Việt Nam. Hơn 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi năm gửi về 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là ba thị trường trọng điểm. Nhật Bản 5 năm liên tiếp đứng đầu về tiếp nhận lao động Việt Nam. Ngoài thị trường truyền thống, Việt Nam đang mở rộng đưa người dân đi làm việc tại Úc, New Zealand, Đức và Hungary. Tính theo nơi đi, đồng bằng sông Hồng với 7 tỉnh thành Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng dẫn đầu cả nước với hơn 32.600 người.
theo sau đó là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung với 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với hơn 25.500 người. Theo hồ sơ di cư, 80% lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài trong các ngành nghề thâm dụng như sản xuất chế tạo cơ khí, may mặc, giày da, lắp ráp điện tử, tiếp đến là xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người bệnh. Một bộ phận lao động trình độ cao như nhà quản lý, kỹ sư lựa chọn ở lại nước ngoài làm việc vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt, có môi trường phát triển, gây nên tình trạng chảy máu chất xám. Ông Lê Hoàng Hà, chuyên viên Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đánh giá thế mạnh của Việt Nam vẫn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Song tại nhiều nước phát triển, các công việc giản đơn được thay thế bằng robot, ứng dụng công nghệ. Ngoại ngữ vẫn đang là rào cản lớn nhất đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11. Chúng ta còn những gần 2 tháng nữa mới tới ngày lễ Giáng sinh 2024. Thế nhưng hàng hóa cũng như các sản phẩm liên quan đến Giáng sinh, đặc biệt là các mặt hàng quà tặng tại Cộng hòa Séc, đã được bày bán khắp các cửa hàng lớn nhỏ cho đến các siêu thị. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thị hiếu cũng như cách người dân tại Séc chi tiêu cho dịp Giáng sinh năm nay. Mới là ngày đầu tiên của tháng 11, thế nhưng những kệ hàng quà tặng tại siêu thị Tanda Foods chi nhánh Praha đã được bày bán và trang hoàng từ gần một tháng qua. Và năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Giáng sinh, nhiều thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi tiếng tại châu Âu đã nhanh chóng cho ra mắt nhiều mẫu sản phẩm với sự đổi mới về mẫu mã, bao bì cũng như màu sắc bắt mắt. Cùng những set quà tặng với đầy đủ các sản phẩm được người dùng ưa chuộng, các thương hiệu cũng đánh vào tâm lý người dùng cũng như những người được tặng bằng sự tiện dụng từ chất liệu vỏ bọc cho đến những chiếc túi và giỏ quà có thể tái sử dụng cho cả khách hàng nam giới và nữ giới. Và nhắc đến mùa Giáng sinh, có lẽ không thể bỏ qua sô-cô-la hay rượu vang, vừa làm quà tặng vừa là những thứ quan trọng không thể thiếu trong mỗi gia đình tại Séc vào mỗi đêm Giáng sinh. Nhiều người đã bắt đầu mua sắm cho mùa Giáng sinh nhưng cũng có người đợi sát ngày lễ, phần nhiều vì họ còn cân đối tài chính cũng như kế hoạch đi nghỉ. Hàng năm gia đình chúng tôi đều làm bánh Giáng sinh. Đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho Giáng sinh năm nay. Tôi cũng không hay ăn bánh Noel bởi vì tôi hay tập gym nên tôi ưu tiên đồ lành mạnh hơn. Tôi thích đến Tamda mua sắm vì hóa mỹ phẩm ở đây rất phong phú, bánh kẹo và sô-cô-la ở đây cũng rất đa dạng. Tôi hay mua rượu vang và sô-cô-la. Tôi sẽ bắt đầu mua sắm cho Giáng sinh từ 15 tháng 12. Tôi chưa chuẩn bị hay mua sắm gì cho Giáng sinh. Hôm nay tôi đến để mua đồ làm sushi. Chúng tôi đang tự trang trí Noel theo tông màu bạc. Nói chung là vì là Giáng sinh năm mấy năm gần đấy nó có kém hơn cho nên Giáng sinh vào hàng đâu ít, vì hàng đó là hàng thời vụ không giảm vào nhiều sợ không bán được thì mình phải cắt mà mất chậu, khó cho nên rất mất chậu. Hàng Noel là hàng thời vụ mà. Giáng sinh và đón năm mới là ngày lễ lớn của người dân Séc, chính vì thế họ cũng chi tiêu nhiều hơn trong ngày lễ này. Tuy nhiên, tùy tình hình họ có thể sẽ phải tiết kiệm trước tình hình lạm phát như hiện nay. Có người chỉ dành chừng 10.000 korun cho quà tặng, nhưng có người sẽ phải dành tới 50.000 korun và thậm chí có thể hơn. Tôi sẽ mua quà Giáng sinh theo sở thích và độ tuổi của đám trẻ con trong nhà, cũng chi tiêu khoảng 10.000 korun. Tôi thường mua đồ chơi làm quà. Tôi sẽ mua quà Giáng sinh, nhưng tôi vẫn chưa biết sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, có thể là 50.000 korun. Còn phải xem rằng năm qua mọi người xung quanh tôi đối xử với tôi như thế nào. Hiện giờ tôi thường phải mua quà nhiều hơn là số quà tôi nhận lại được. Tôi cũng chưa biết mua gì vì giờ vẫn còn hơi sớm. Tôi thường sẽ hỏi mọi người thích gì, còn nếu không biết thì thường tôi sẽ hay tặng bằng tiền. Tôi thường chi rất ít cho Giáng sinh, thường tôi sẽ chỉ mua sô-cô-la và tốn khoảng 10.000 korun. Nếu các cháu lớn có thể mua những cái quà gì các cháu thích, đứa các cháu đấy mà người cháu nhỏ thì dễ mua quà hơn thì cái gì như đồ chơi chẳng hạn hoặc cái gì đó thì là tùy các cháu. Thì nói chung là tầm bố cờ khoảng 17.000 cú ấy, cho các cháu ấy. Hiện vẫn được xem là thời điểm sớm để người dân có thể thoải mái lựa chọn cân nhắc với túi tiền của mình cùng những món quà tặng trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Nhưng theo nhiều người dân qua khảo sát cho thấy, họ thường mua dần những món quà khi thấy giá cả phải chăng và có người cũng đã bắt đầu tự trang trí căn nhà của mình. Cũng trong mùa Giáng sinh này, nhiều nhãn hàng và siêu thị cũng đã có những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn phục vụ cho một mùa Giáng sinh vui vẻ và rực rỡ hơn.
Và những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ ngày hôm nay của Tamda Media. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và xin hẹn gặp lại trong điểm tin của ngày mai.